Vậy cho mình hỏi là các bạn đã từng bắt gặp khoảnh khắc nào thú vị nhất ở trong cuộc sống chưa? Và các bạn có lưu lại chúng hay không? Bởi vậy mỗi phút trên khắp thế giới luôn có triệu triệu những khoảnh khắc phi thường, hài hước được ghi lại bởi camera. Và nhờ có sự phát triển của khoa học và công nghệ mà bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể chiêm ngưỡng lại rất là nhiều giây phút đáng giá đến như vậy. Thì ngay bây giờ, không để các bạn phải đợi lâu hơn nữa nha, hãy cùng mình khám phá những khoảnh khắc phi thường và khó tin vô tình được camera ghi lại nha. Thứ nhất, trận đấu judo nam nữ gây cấn. Những trận đấu judo thi tài sức mạnh giữa cặp nam nam hay nữ nữ thì cũng quá bình thường rồi đúng không? Nhưng nếu như đó là trận giữa nam nữ thì sẽ như thế nào đây? Chắc chắn sẽ thú vị lắm đúng không các bạn? Mặc dù thế lực nam nữ có sự chênh lệch không hề nhẹ, thế nhưng cũng đừng có coi thường các chị em phụ nữ à ngang. Trong trận đấu thì một cô gái xinh đẹp đã cùng với một chàng trai đang ra sức vật nhau. Thế nhưng hình như có gì đó hơi sai sai thì phải. Trận đấu này không dành cho những người có đầu óc đen tối nha. Đừng liên tưởng đâu nha các bạn. Họ dường như đã bỏ quên sự khác biệt về ngoại hình và tập trung vào thi đấu thôi. Chẳng để ý gì đến việc cô gái đang hớ hên cả. Thậm chí anh chàng còn đè hẳn tay lên ngực cô gái. Và còn cô nàng thì hiếu thắng vật ngửa thành công anh chàng ra. Và úp cả hai trái bưởi vào mặt để mà thực hiện động tác kìm kẹp. Ui chà chà, có vẻ như anh ta đang hưởng thụ những giây phút vui sướng hiếm hoi đây các bạn ơi. Một trận đấu vừa cuốn hút vừa làm nóng mặt khán giả phải không nào? Đố các bạn sàn nhà màu gì đấy? Ai trả lời được thì nhấn tay comment xuống nha. Thứ hai, anh chàng kỳ quặc. Hiện nay, bất cứ nơi nào cũng có thể dễ dàng lắp đặt camera an ninh đúng không? Thế nên khi mà làm ra những hành động kỳ quặc nào đó trên đường phố thì rất có thể bạn sẽ bị quay lại như trường hợp của anh chàng này đây nè. Một anh chàng đang chuẩn bị ăn kem thì bất cẩn làm rơi cái pẹt xuống đất. Nhưng mà anh đã bất ngờ ngó nhìn xung quanh xem là có ai qua lại hay không rồi nhặt cái kem dưới đất lên ăn một cách ngon lành. Sau đó thì anh chàng phát hiện ra một chiếc CCTV ngay trước mặt. Chết rồi, có vẻ như xấu hổ vì hành động vừa nãy, anh ta ngay lập tức vứt quả kem đang mút dở xuống và còn giẫm be bét, sau đó thì bỏ đi. Trời ơi, đáng nghiện còn mày đặt ngại làm chi nữa. Cơ mà anh chàng để đống rác ngay trước cửa như vậy là không được đâu nha. Quay lại nhặt rác, bảo vệ môi trường đi nào anh gì ơi. Thứ ba, nữ diễn viên lộ vòng một trên sóng truyền hình. Trong chương trình phỏng vấn đêm muộn, một nữ diễn viên khá là nổi tiếng mặc một chiếc váy nâu vô cùng gợi cảm với những đường cắt xẻ thiệt là sâu, lộ vòng ngực sexy đến nghẹt thở. Và chính chiếc váy này đã khiến cho cô trở nên xấu hổ và lúng túng khi chụp ảnh với MC. Ngay lập tức, anh MC tên ý đã vội lấy tờ giấy và che chắn ngực lại cho cô nàng. Đúng là một pha ngượng ngùng ngay trên sóng đúng không các bạn? Thứ tư nha, pha nhảy sào cực kỳ thốn. Vâng, bộ môn nhảy sào là một trong những bộ môn thể thao khá là nguy hiểm đối với những người tham gia. Tuy nhiên, trong trường hợp của anh chàng này thì đó lại trở nên hài hước các bạn nha. Trong trận thi đấu nhảy sào thì một anh chàng đã thực hiện khá thành công phần thi của mình. Tuy nhiên, khi vừa nhảy sang bên kia thì cái sào bật tung, cắm ngay chỗ nhạy cảm của anh ta một cú thốn đến tận rốn và đau điếng là cái chắc rồi. Rồi chắc có lẽ sau trận đấu thì anh chàng phải đến phòng khám nam khoa ngay mất thôi. Thứ năm, Janet Jackson lộ nguyên ngực trên sân khấu. Khoảnh khắc lộ hàng nổi tiếng nhất cũng là tai tiếng nhất nước Mỹ của nữ ca sĩ Janet Jackson cũng đã được ghi lại khiến cho dư luận dậy sóng. Trên sân khấu Super Bowl năm 2004, khi mà Justin Timberlake và Janet Jackson đang trình diễn một ca khúc vô cùng sôi động và nóng bỏng nha. Tuy nhiên, đến gần cuối bài biểu diễn thì khi câu hát "Anh sẽ khiến em khỏa thân" khi bài hát này kết thúc, thì Timberlake bất ngờ quay sang giật tung xé rách cái áo của Jackson và khiến cô lộ ngực phải ngay trên sóng truyền hình trực tiếp trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu là khán giả. Và sau sự cố tai tiếng này, sự nghiệp của Jackson xuống dốc không phanh. Nhưng mà trái lại, sự nghiệp của thủ phạm Timberlake lại lên như diều gặp gió. Trời ơi, bất công không? Điều này thực sự là không công bằng các bạn ha. Thiệt sự là đáng thương cho cô nữ ca sĩ nổi tiếng một thời, đúng không nào? Các bạn nghĩ sao về sự cố này đây? Hãy comment cho To Be Today tôi được biết với nha. Thứ 6, cứu chú chó thoát chết trong gang tấc.
Trong đoạn video, hai người đàn ông cùng một người phụ nữ đang dắt chó, chuẩn bị vào thang máy. Bất ngờ khi đã vào và thang máy sắp đóng rồi, thì chú chó ngốc nghếch của chúng ta lại chạy ra ngoài. Người đàn ông đã cố gắng nhấn thang nhưng mà không kịp, chú chó đã bị kéo lê lên cửa thang máy. Và ngay lập tức, người đàn ông đã giữ lại chiếc dây, dùng hết sức để mà giật đứt cứu chú chó một mạng luôn. Trời ơi, quả là một pha hú hồn đến thót cả tim đúng không các bạn? Rất may nha, là chú chó ta không sao luôn á. Cùng thả tim cho người đàn ông tuyệt vời này các bạn ha, rất nhanh. Thứ 7, cần lốc kỳ lạ. Trên một sân bóng, trong khi bọn trẻ đang vui vẻ chơi đá bóng đá thì bất ngờ một cơn lốc xoáy từ đâu xuất hiện, cuốn phăng khung thành ra xa, khiến lũ trẻ một phen hoảng hốt, bỏ chạy tán loạn luôn. Lốc xoáy nhỏ xoay tròn cái khung thành y như chong chóng vậy các bạn. Một cảnh tượng hết sức là khó tin ha. Cùng xem lại nè. Thứ 8, sàm sỡ cô gái và cái chết ế lộng cái kết. Ông bà ta nói đâu có xa đâu mọi người, làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. Vâng, những cô nàng xinh đẹp thì không thể thoát khỏi tầm ngắm của mấy tên mê gái biến thái đúng không? Nhưng mà cô gái trong đoạn video này đã xử lý tên sàm sỡ một cách cực kỳ bất ngờ luôn. Trong một quán vỉa hè nào đó, một cô nàng sexy đang đứng thì bỗng nhiên người đàn ông áo đỏ đi ngang qua sờ vào mông cô. Ngay lập tức cô gái mạnh mẽ đã đuổi theo và cho tên này một bài học nhớ đời khiến anh ta phải câm nín. Trời ơi, các chị em ơi, hãy bảo vệ bản thân mình bằng cách học ngay một khóa luyện võ như cô gái này đi nha. Thứ 9, ngoạn mục lợn thoát khỏi xe tải. Có vẻ như chú lợn này biết mình đang được xe tải đưa đi đến đâu, một cái lò mổ chẳng hạn. Không chấp nhận số phận nghiệt ngã, chú ta lập tức thực hiện một cú nhảy ngoạn mục từ xe tải xuống đường. Úi dồi, lăn mấy vòng thì chúng ta cũng đã thoát nạn rồi. Xem nè. Thứ 10, pha thoát chết khó tin. Các bạn có đồng ý với tôi không? Là đi lại trên đường ray tàu là một việc hết sức là nguy hiểm luôn á. Khi đã có cảnh báo tàu đang chạy rồi, các bạn hãy chú ý là tránh xa và không có được đi vào đường ray đâu nha. Không phải ai cũng được may mắn như người phụ nữ này đâu. Xem nè, chẳng hiểu sao trong khi tàu đang chạy mà người phụ nữ này lại cố tình đi trên đường ray. Rất may chiếc tàu hỏa của chúng ta đã phanh kịp, chứ nếu không thì đã bị nghiền nát không thương tiếc rồi đúng không? Thế này đúng là trời độ rồi chứ còn gì nữa. Các cụ đánh gãy cả cổ luôn á chứ. Mười một, khu rừng biết thở. Người ta vẫn hay ví von rằng rừng cây là lá phổi của trái đất, giúp hành tinh này hít thở và sinh tồn. Tuy nhiên ai cũng biết đó chỉ là một cách nói ví von mà thôi. Vì sao? Vì cách thở của cây xanh không thể nào nhìn thấy được bằng mắt thường đúng không các bạn? Nhưng mà các bạn biết đấy, thế giới vẫn ẩn chứa rất nhiều điều kỳ lạ mà. Vẫn có một khu rừng lại có thể hô hấp như con người tồn tại luôn nha. Các bạn đang không tin tôi đúng không? Vậy thì các bạn sẽ phải thay đổi ngay suy nghĩ của mình sau khi xem video này đấy. Đoạn video này được quay lại tại khu rừng SARS-CoV-2, Quebec, Canada đã lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội nha. Nhiều người đã không thể nào tin vào mắt mình khi mà chứng kiến cảnh tượng đất của khu rừng phập phồng lên xuống như là đang hô hấp luôn các bạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Nhiều người nghĩ rằng ở dưới mặt đất là một con quái vật đang say ngủ, cứ như là trong truyền thuyết á. Tuy nhiên, việc đất rừng hít thở không hề có liên quan đến việc hô hấp đâu nha. Tất cả là do những cơn gió lớn tạo thành mà thôi. Khi mặt đất ẩm và lỏng lẻo kết hợp với gió mạnh, cây rừng sẽ bị đung đưa với dao động lớn, khiến hệ thống rễ nâng cả nền đất lên và tạo ra hiệu ứng hít thở như chúng ta đang được chứng kiến nè. Trời, hiện tượng thiên nhiên có rất là nhiều điều thú vị đúng không các bạn? Cùng xem lại nha. Mười hai, cận cảnh trăng anaconda khổng lồ. Loài trăng là anh em cùng cha khác ông nội của loài rắn, tuy không có độc, nhưng trăng sở hữu một sức mạnh cực kỳ lớn với khả năng lấy thịt để ăn người, siết chặt con mồi cho đến chết đỉnh cao của mình. Đặc biệt nha, vua của các loài trăng là anaconda sống ở rừng rậm nhiệt đới Amazon, là nỗi kinh hoàng của mỗi loài sinh vật và cả con người nữa. Những người có lòng can đảm nhất thế giới đã ghi lại được cận cảnh một con trăng anaconda khổng lồ đang chậm chạp bơi ở dòng sông. Có thể thấy nó vừa ăn một bữa no xong với cái bụng căng phình nở to ra nè. Thân của nó phải ngang với cái thuyền, nếu không cẩn thận gây sự chú ý của loài quái vật này thì rất có thể nha, những người đi trên thuyền sẽ gặp nguy hiểm đấy. Bởi vì trăng anaconda khổng lồ thừa sức nuốt gọn một người trưởng thành mà. Trời ơi, xem xong video mà nó thiệt chứ nổi hết cả gáo các bạn ơi. Nếu gặp con này ngoài đời thực thì chắc chắn sẽ khói người phải chết lâm sàng luôn các bạn ha. Ghê thiệt.
13. Chiếc nhẫn đen trên bầu trời. Vào năm 2014, một vòng tròn kỳ lạ bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Warwickshire, nước Anh, khiến cho nhiều chuyên gia cũng phải bối rối và bỏ tay. Vòng tròn được nhìn thấy giống như một chiếc nhẫn màu đen khổng lồ lững lờ ở trên bầu trời á. Không có một hiện tượng thời tiết nào bất thường xảy ra, hay là các nhân viên cứu hỏa cũng khẳng định là không có đám cháy nào quanh khu vực hết. Vòng tròn đó như là một đám mây, nhưng chỉ sau 3 phút thì nó đã tự biến mất và không để lại cho vết gì cả. Cho đến nay thì các nhà khoa học vẫn vò đầu bứt tai chưa lý giải nổi hiện tượng kỳ lạ này, và rất nhiều đồn đoán cho rằng đây rất có thể là vòng tròn kỳ quái của người ngoài hành tinh hay một tín hiệu UFO bí ẩn nào đó. Hiện tượng kỳ lạ này cũng đã từng xuất hiện một lần trên bầu trời thủ đô Moscow ở Nga, gây xôn xao dư luận trong suốt một thời gian dài. Thế nhưng mà thực chất hiện tượng này cũng không kỳ bí như con người vẫn tưởng đâu, nó chỉ là một hiệu ứng khói đen được bắn lên bầu trời mà thôi. Không biết người nào rảnh rỗi sinh ông nổi lại tạo ra hiệu ứng làm hoang mang lòng người như thế này. Một cú lường ngoãn mục các bạn ha. Thế giới luôn có hàng triệu triệu những khoảnh khắc thú vị và mới mẻ đúng không các bạn? Và nếu như không có camera thì chưa chắc chúng ta đã có thể được chứng kiến những điều này phải không nào? Vậy là video của chúng ta ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Các bạn thấy khoảnh khắc nào là thú vị nhất nè? Hãy comment để được biết nha. Đừng quên like, share và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin nóng hổi và thú vị nhất nữa nha. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng. Gặp lại ở các video sau nha. Bye bye.